Xin chào quý vị và các bạn, ở clip này thì xe Mazda 5 sẽ đi cập nhật mới nhất bảng giá của chiếc xe Cora Atit, chiếc xe trong dòng sedan hạng C được nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan cho quý anh chị các bạn kịp nắp bắt được ạ, với chính sách giá lăn bánh này, giảm giá và thủ tục trả góp ạ. Ở đây chúng ta sẽ có đầu tiên đi với phiên bản Atit 1.8G, giá niêm yết là 725 triệu đồng, một trong những phiên bản gần như đầy đủ tính năng khung gầm TNGA mới, và chúng ta sẽ có giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 789 triệu đồng. Và ở Hà Nội sẽ là 804 và tại tỉnh là 770 triệu phiên bản 1.8G. Và đối với quý anh chị có nhu cầu thủ tục trả góp sẽ hỗ trợ nếu mà chúng ta số tiền tối thiểu phải bỏ ra khi mua xe ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 241 triệu đồng. Tại Hà Nội sẽ là 256 triệu và tại tỉnh là 221 triệu ạ. Với phiên bản thứ hai Atit 1.8V, một phiên bản cao cấp hơn, chúng ta có những nâng cấp này về hệ thống giải trí kèm theo cả về mâm xe vân vân, thì chúng ta sẽ có 780 triệu giá niêm yết. Như vậy thì lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh khi quý khách hàng mua sẽ là 850 triệu, còn tại Hà Nội sẽ là 865 triệu và tại tỉnh là 831. Và cuối với quý anh chị một thủ tục trả góp tối đa thì ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 258, Hà Nội sẽ là 273, tại tỉnh sẽ là 238 triệu. Và chiếc xe sản phẩm cuối cùng trong Atit đó là phiên bản Hybrid 1.8 HEV, giá niêm yết là 870 triệu. Chiếc xe này thì được hỗ trợ tốt hơn nên giá lăn bánh rất tốt nhá. Giá lăn bánh của chiếc xe này ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 929 triệu đồng. Tại Hà Nội sẽ là 946, còn tại tỉnh là 940 triệu ạ. Vì chiếc xe này được giảm lên tới 50 triệu đồng tiền mặt. Tôi quý anh chị các bạn. Như vậy thì quý anh chị nếu mà mua trả góp số tiền tối thiểu cần phải bỏ ra sẽ là 285 triệu đồng. Còn ở Hà Nội sẽ là 303, tuấn xin phép nhắc lại ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 285, Hà Nội sẽ là 303 và tại tỉnh số tiền tối thiểu phải bỏ ra là 265 triệu đối với chiếc xe Atit. Vâng, tuấn cập nhật rất nhanh cho quý anh chị về chiếc xe Atit vào thời điểm tháng 11 này. Quý anh chị có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp vào số hotline dưới góc màn hình hoặc để lại phần comment phía dưới ạ. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở một clip tiếp theo ạ.